Sau đây là một số sự thật mà bạn sẽ cảm thấy khó nhằn đấy. Dạ dày của bạn có sức chứa lớn đến mức khó tin, với khả năng chứa tới 2 lít chất lỏng, bằng cả một chai Coca loại lớn. Việc ước tính lượng thức ăn cứng mà bạn có thể ăn nổi là điều khá khó khăn vì thức ăn đã được răng xử lý trước khi xuống đến dạ dày. Chắc chắn là không có đủ chỗ cho một con gà Tây, nhưng một con gà cỡ vừa có lẽ sẽ nằm gọn trong dạ dày luôn đấy. Nếu có ai hỏi xem dạ dày của bạn nằm ở đâu, có lẽ bạn sẽ chỉ vào bụng. Xin lỗi nha, nhưng sai rồi. Thực ra, dạ dày nằm ở phía trên này, ẩn giữa các xương sườn của bạn. Các nhà khoa học tin rằng cuối cùng thì ruột thừa cũng sẽ biến mất. Chẳng ai biết mục đích của ruột thừa là gì, nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng ruột thừa tồn tại để giúp tổ tiên của chúng ta tiêu hóa vỏ cây. Vì giờ đây chúng ta không còn ăn vỏ cây hàng ngày nữa, nên khúc ruột ấy mới trở thành thừa và có thể biến mất khỏi cơ thể chúng ta mà không để lại hậu quả gì. Ruột thừa không phải là bộ phận duy nhất không còn cần thiết trong cơ thể của chúng ta. Răng khôn cũng không hề hữu ích. Đúng vậy, ngày xưa tổ tiên chúng ta cần nó khi mất đi vài cái răng. Nhưng thứ mà chúng ta mất đi ngày nay là một đống tiền để nhổ mấy cái răng quỷ sứ ấy. Toàn bộ cơ thể của chúng ta được lông bao phủ, dù có lẽ là không nhìn thấy, lông mọc ngay cả trong rốn. Chúng ở đó để bắt lấy sơ vải. Bạn thử xem đi, đúng chứ? Gan của bạn làm việc như một vệ sĩ riêng, bảo vệ bạn khỏi các chất độc và rất nhiều chất khác nữa mà bạn không muốn có trong cơ thể của mình. Gan vừa khó bị phá hủy và thậm chí có cả khả năng tái tạo. Chỉ khoảng 43% cơ thể của bạn thực sự là bạn. Hơn 50% tế bào còn lại trong cơ thể thuộc về các sinh vật nhỏ bé chủ yếu sống trong ruột. Cho dù số lượng tế bào của chính bạn là ít hơn lượng tế bào của vi sinh vật, nhưng trung bình bạn vẫn có khoảng 100.000 tỷ tế bào trong cơ thể mình. Thấy chưa? Bạn đâu có đơn độc. Trên cơ sở đó, số lượng gen của chính bạn ít hơn một nửa so với số gen trong cơ thể bạn. Nếu bạn đếm toàn bộ số gen của tất cả các vi sinh vật đang trú ngụ trong cơ thể mình, bạn sẽ tìm thấy từ 2 đến 20 triệu. Bạn ngủ không có nghĩa là toàn bộ cơ thể của bạn đều ngủ. Trên thực tế, đôi khi não còn phải làm việc nhiều hơn khi bạn ngủ đấy. Nó cần xử lý hàng tấn thông tin và điều này thường tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng khi bạn ngủ, mũi lại được nghỉ khỏe. Điều ngạc nhiên là về cơ bản, khứu giác của bạn ngừng hoạt động vào ban đêm. Kể cả những mùi khủng khiếp trong phòng ngủ cũng chẳng làm phiền bạn. Miễn bình luận nhé! Có lẽ mũi là một trong các bộ phận bị đánh giá thấp nhất trên cơ thể. Ấy vậy mà khi không có mũi, việc ăn uống của bạn sẽ chỉ như nhai rơm thôi. Khoảng 80% vị ngon của bất kỳ thức ăn nào đều nhờ vào mũi và khả năng nhận biết mùi của nó. Nếu bịt mũi lại khi ăn, bạn gần như sẽ chẳng cảm thấy mùi vị gì cả. Mất đi khứu giác, có lẽ bạn sẽ nhận biết thực phẩm chủ yếu qua kết cấu. Vì vậy, một củ hành tây chắc sẽ không khác gì một quả táo tươi ngon. Vâng, hãy thử điều đó và bình luận cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhé. Các nhà khoa học từng tin rằng chúng ta có thể phân biệt được khoảng 10.000 mùi nhưng họ đã nhầm. Một nghiên cứu gần đây cho thấy thực ra con người có thể phân biệt được hơn 1.000 tỷ mùi. Chúng ta cũng nhớ mùi tốt hơn bất cứ thứ gì và thậm chí mùi còn gợi lên các ký ức từ thời xa xưa. Mũi không chỉ giúp bạn thở và ngửi mùi mà còn lọc không khí cho cổ họng và phổi nhạy cảm. Nếu chúng ta hít không khí khô, mũi sẽ làm ẩm nó, đồng thời làm mát và làm ấm không khí nếu cần. Ngoài ra, mũi còn làm sạch không khí chứa bụi bẩn. Khi bạn già đi, kích thước bộ não của bạn cũng giảm. Ở tuổi 75, não nhỏ hơn nhiều so với ở tuổi 30 và bắt đầu co lại ở tuổi 40. Điều này xảy ra với tất cả mọi người và không hề ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn. Bộ não của chúng ta chỉ có thể lưu trữ 7 bit trong trí nhớ ngắn hạn. Đừng cố so sánh bộ não của bạn với dung lượng điện thoại, ngay cả với chiếc điện thoại lạc hậu từ thời 2005. Đó là lý do tại sao bạn còn chẳng học thuộc lòng nổi một số điện thoại. Trí nhớ ngắn hạn của chúng ta hoạt động như một chiếc bảng đen. Bạn có thể nạp một số thông tin nhưng dù sớm hay muộn, bạn cũng sẽ hết dung lượng. Để kiểm tra dung lượng trí nhớ ngắn hạn, hãy thử bài này. Yêu cầu một người bạn viết ra một danh sách 10 từ và đọc cho bạn nghe. Phần lớn mọi người chỉ nhớ được 7 từ hoặc ít hơn. RAM hay trí nhớ ngắn hạn là bộ phận thiết yếu mà chúng ta cần để thực hiện hầu hết các hoạt động hàng ngày.
bao gồm các cuộc trò chuyện cơ bản, lướt mạng và thậm chí là vuốt ve chú chó cưng của bạn. Các ký ức mạnh mẽ và đầy cảm xúc của chúng ta thường chỉ là giả mà thôi. Bộ xử lý trung tâm mang lại cho ta cảm giác rằng mình nhớ tất cả mọi thứ, mặc dù hầu hết các chi tiết đều được tạo nên trong đầu của ta. Không chỉ não của bạn mà chính bạn cũng co lại một cách đáng kể khi già đi. Xương trở nên giòn hơn, xương sống thì bị nén lại. Nếu được hỏi dạ dày của bạn ở đâu, bạn có thể sẽ chỉ vào bụng của mình. Xin lỗi, nhưng câu trả lời đó sai rồi. Dạ dày thực sự ở trên này, phía sau xương sườn của bạn. Dạ dày của bạn có một khả năng tương đối đáng kinh ngạc. Nó có thể chứa tới 1,8 lít chất lỏng, gần bằng một chai Coca-Cola cỡ lớn. Thật khó để ước tính bạn có thể ăn bao nhiêu thức ăn cứng vì bạn còn nhai chúng bằng răng trước khi thức ăn đến được dạ dày. Chắc chắn dạ dày không thể chứa đủ con gà tây, nhưng một con gà cỡ vừa có lẽ sẽ vừa. Nói về các cơ quan nội tạng, các nhà khoa học tin rằng cuối cùng thì ruột thừa sẽ biến mất. Không ai thực sự biết tại sao chúng ta cần nó, nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể ruột thừa tồn tại để giúp tổ tiên chúng ta tiêu hóa vỏ cây. Vì giờ đây vỏ cây không còn nằm trong thực đơn ăn uống hàng ngày của con người, nên ruột thừa trở nên không cần thiết và có thể biến mất khỏi cơ thể chúng ta mà không để lại hậu quả gì. Ruột thừa không phải là bộ phận lỗi thời duy nhất trên cơ thể chúng ta, răng khôn cũng không hữu ích lắm. Phải rồi, chúng từng rất hữu ích mỗi khi tổ tiên chúng ta rụng mất một vài chiếc răng. Nhưng điều duy nhất chúng giúp chúng ta mất đi bây giờ là số tiền phải bỏ ra để nhổ răng khôn. Trên thực tế, bạn có thể dễ dàng sống sót mà không cần ruột thừa, dạ dày, một quả thận hoặc một lá phổi. Thật thú vị khi biết chúng ta có những bộ phận thừa này. Nếu bạn chưa từng biết mình có vệ sĩ riêng, hãy nhìn kỹ hơn. Gan chính là vệ sĩ riêng bảo vệ bạn khỏi độc tố và nhiều thứ khác mà bạn không muốn có. Gan cũng tương đối khó bị phá hủy và thậm chí có thể tự tái tạo. Gan là một cơ quan rất quan trọng, hoạt động tích cực và chịu trách nhiệm thực hiện tới 500 chức năng riêng lẻ. Có tới 10% gan được tạo thành từ chất béo. Gan có thể tự mọc trở lại. Đúng, ngay cả khi bạn chỉ còn lại chưa đến một nửa lá gan, nó vẫn có thể tự phát triển trở lại kích thước ban đầu. Tính trung bình, trái tim có kích thước to bằng nắm tay của bạn. Nó đập 115.000 lần và bơm khoảng 7.500 lít máu mỗi ngày. Phổi bên phải lớn hơn phổi bên trái vì cơ thể cần dành một khoảng nhỏ cho trái tim. Bạn hít vào rất nhiều mảnh vụn khác nhau, bao gồm 700.000 tế bào da chết của chính bạn. Và đó mới chỉ là tính riêng trong một ngày. Dạ dày là cơ quan bảo vệ quan trọng nhất của hệ miễn dịch. Acid chlorhydric trong dạ dày của chúng ta tiêu diệt độc tố thực phẩm, virus và vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào đó cùng với thức ăn mà bạn ăn vào. Acid này có thể tiêu hóa ngay cả dạ dày, nhưng may mắn thay dạ dày có màng nhầy để bảo vệ nó. Bạn có thể đốt cháy calo khi tắm nước nóng với mức tương đương như khi bạn đi bộ nửa giờ. Bạn đốt cháy khoảng 100-200 calo mỗi giờ khi đứng. Khi ngồi, lượng calo tiêu tốn là 60-130 calo, tùy thuộc vào chiều cao, cân nặng, giới tính và độ tuổi của bạn. Chính cơ thể bạn khiến vết mũi đốt trở nên sưng tấy và ngứa ngáy, một con mũi làm rách da bạn. Hệ miễn dịch của bạn coi nước bọt của côn trùng là chất lạ, vì vậy nó bắt đầu một phản ứng đặc biệt để đẩy chất lạ xâm nhập ra khỏi cơ thể. Histamine, một hợp chất do hệ miễn dịch tạo ra, làm cho máu lưu thông nhanh hơn xung quanh vùng bị mũi đốt, và nó gây ra hiện tượng sưng tấy. Histamine cũng gửi tín hiệu đến các dây thần kinh gần nhất khiến vết cắn bị ngứa. Thức ăn trên máy bay có thể có hương vị khác so với trên mặt đất. Đó là vì bạn mất tới 30% độ nhạy cảm của các gai vị giác do độ khô và áp suất trong cabin. Điều này đặc biệt đúng đối với đồ ăn mặn và ngọt. Bạn sẽ không thể nếm thức ăn nếu không có nước bọt. Vị giác của bạn có các cơ quan thụ cảm hóa học có thể nhận biết các hương vị khác nhau. Nhưng chúng cần một ít chất lỏng để những hương vị đó liên kết với các phân tử của mình. Ngoài ra, bạn không thể nếm những thứ nước bọt không hòa tan. Bạn luôn có thể thưởng thức một số món tráng miệng, bất kể bạn đã ăn bao nhiêu salad, súp hoặc thịt trước đó. Có thể bạn cảm thấy nhàm chán với mùi vị mặn, nhưng khi bạn nhìn và ngửi thấy thứ gì đó ngọt ngào như kem, bánh ngọt hoặc sô-cô-la, não bạn sẽ trở nên phấn khích. Nó sẽ lấn át hết các tín hiệu về cảm giác no trước đó và tạo ra cảm giác muốn ăn thêm. Thêm vào đó, dạ dày là một cơ quan linh hoạt
và đường giúp nó thư giãn và sẽ nhường chỗ cho món tráng miệng. Này, tôi hoàn toàn tin tưởng thông tin này đấy. Lưỡi là một trong những cơ khỏe nhất trong cơ thể bạn. Cơ quan này chứa hơn 10.000 gai vị giác và mỗi gai chứa đầy những sợi lông cực nhỏ. Nhiệm vụ của gai vị giác là cảm nhận thức ăn, phân biệt mùi vị và gửi thông tin đến não để bắt đầu quá trình tiêu hóa thích hợp. Trong suốt cuộc đời bạn, tất cả những gồ nhỏ và đường gờ trên lưỡi tạo nên một khuôn mẫu riêng đặc biệt. Đó là lý do tại sao các chuyên gia cho rằng lưỡi cũng độc đáo như dấu vân tay. Lưỡi của bạn không có các khu vực phân chia để nếm các vị đắng, ngọt, chua hoặc mặn riêng biệt. Mỗi một gai vị giác trong số 8.000 gai vị giác mà bạn có trên lưỡi, vòm miệng và thậm chí trong cổ họng đều có thể phát hiện tất cả các hương vị. Đối với một số người, rau mùi có thể có vị tương tự như xà phòng vì loại cây này có chứa một chất hóa học dùng trong ngành sản xuất xà phòng. Nhưng chỉ có 4-14% dân số thế giới có gen đặc biệt mới có thể phát hiện ra vị đó. Cơ cắn là cơ mạnh nhất mà bạn có, tính trên trọng lượng của nó. Cùng với phần còn lại của cơ hàm, nó có thể khiến bạn dùng răng cắn với lực lên tới 90kg đối với các răng hàm và 25kg đối với các răng cửa. Cuộc sống của bạn có một trí nhớ tuyệt vời, nó ghi nhớ tư thế của bạn nên rất khó để thay đổi tư thế đó cho tốt hơn. Hiện tượng nổi gai ốc bắt nguồn từ tổ tiên chúng ta từ rất rất nhiều năm trước. Tóc của họ thường dựng đứng lên để khiến họ trông to lớn và đáng sợ hơn trước kẻ thù. Mèo rít lên và cong lưng vì lý do tương tự. Chỉ có khoảng 43% tế bào của bạn thực sự là của bạn. Hơn 50% tế bào trong cơ thể thuộc về những sinh vật nhỏ bé chủ yếu sống trong ruột bạn. Tuy nhiên, mặc dù tế bào của bạn ít hơn tế bào vi sinh vật, nhưng trung bình chúng vẫn chiếm khoảng 100.000 tỷ tế bào. Bạn thấy đấy, bạn không hề đơn độc. Nếu nghĩ như vậy thì gen của riêng bạn chiếm chưa đến một nửa những gì bên trong bạn. Nếu lấy tất cả vi khuẩn cư trú trong cơ thể bạn và đếm gen của chúng, bạn sẽ có từ 2 đến 20 triệu gen. Chiều cao, hình dáng cơ thể và màu da của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nơi tổ tiên chúng ta từng sống. Nhưng chúng ta có thể thích nghi với những điều kiện mới ngay trong chính cuộc đời mình. Ví dụ, nếu bạn chuyển từ đồng bằng lên miền núi, cuối cùng bạn sẽ phát triển nhiều tế bào hồng cầu hơn để bù đắp lượng oxy thiếu hụt. Và một cách tự nhiên, nếu bạn chuyển từ nơi có khí hậu lạnh hơn sang nơi có khí hậu nóng và nắng hơn, làn da của bạn sẽ sẫm màu hơn để thích nghi. Tuổi thọ được lập trình trong các tế bào của chúng ta. Chúng liên tục làm mới và phân chia, nhưng chúng có một loại bộ đếm thời gian bên trong sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó. Một số tế bào cũng ngừng sinh sôi sớm hơn những tế bào khác. Trung bình, các tế bào sẽ ngừng phân chia khi chúng ta đạt đến độ tuổi 100, nếu chúng ta may mắn đến vậy. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể tìm ra cách đánh lừa các tế bào của mình và tắt chiếc đồng hồ hẹn giờ đó, chúng ta có khả năng sống bất tử và chuyển đến sống cùng các cháu của chúng ta. Miệng của con người khá độc đáo, bạn sẽ không tìm thấy hai bộ răng giống hệt nhau, ngay cả ở những cặp song sinh cùng trứng. Đó là vì hình dáng phụ thuộc vào cách sử dụng hàm của mỗi người, ngay cả những thói quen nhỏ nhất mà bạn từng có nhiều năm trước, chẳng hạn như cắn môi, cũng ảnh hưởng đến sự hình thành răng và đặc điểm độc đáo của răng mình. Bạn có thể nhận thấy rằng vết son môi trên khăn ăn hoặc gương luôn có chút khác biệt tùy thuộc vào người để lại chúng trên đó. Được rồi, ai đã để lại dấu môi? Các nghiên cứu trên cả phụ nữ và nam giới cho thấy rằng các mẫu dấu môi ở mỗi cá nhân là duy nhất. Chúng không tiết lộ bất kỳ đặc điểm đặc biệt nào dựa trên yếu tố giới tính. Hàm dưới là xương sọ duy nhất không cố định với các xương xung quanh. Nó được gắn với các mô và cơ liên kết. Đây là điều khiến nó trở nên linh hoạt. Bạn có thể di chuyển hàm dưới theo bất kỳ hướng nào bạn muốn. Chúng là các cụm tế bào cảm giác trong lưỡi của bạn. Các gai ở gần bề mặt hơn có thời gian tồn tại ngắn hơn. Đó là lý do bạn không phải đợi quá lâu để có thể nếm lại hương vị sau khi bị bỏng lưỡi. Đầu ngón tay của bạn rất nhạy cảm, nhưng kém hơn đôi môi của bạn hàng trăm lần. À, lại là đôi môi. Hãy nhìn bạn trong gương, ngay vào mắt. Bạn có thấy mô gấp nhỏ ở góc trong của cả hai mắt không? Hãy sẵn sàng cho điều này nhé. Thực ra, nó từng là mí mắt thứ ba, hay còn gọi là màng nháy đấy. Ngày nay, bạn có thể thấy nó ở rắn hoặc thằn lằn chẳng hạn.
mí mắt thứ ba cũng được sử dụng với mục đích tương tự như hai mí mắt kia, mặc dù không rõ liệu con người có bao giờ phát triển đầy đủ bộ phận này hay không. Lớp màng này không dày bằng hai mí mắt kia và nó có thể làm ẩm mắt mà không cản trở tầm nhìn. Hiện tại, tất cả những gì chúng ta còn là nếp gấp nhỏ này ở khóe mắt và rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ mất đi nó hoàn toàn. Và có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ thức dậy mà không có gẹn bẩn tạo thành trong mí mắt chỉ sau một đêm nữa. Bây giờ khi bạn vẫn đứng trước gương, hãy nhìn xuống thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn nữa. Vâng, đó là những ngón chân của bạn. Hãy nói xin chào và tạm biệt đi. Các nhà khoa học tin rằng trong tương lai gần hoặc xa, chúng ta sẽ không còn các ngón chân nữa. Tổ tiên của chúng ta, loài linh trưởng cổ đại, cần ngón chân để leo cây hiệu quả hơn. Chúng dùng cả tay và chân để nắm lấy cành cây. Ngày nay, bạn có thể thấy điều đó ở hầu hết các loài khỉ và vượn. Chúng có ngón chân dài và linh hoạt hơn, cùng với bàn chân mềm hơn cho phép chúng bám trên cành cây. Sự linh hoạt của đôi chân cũng cho phép chúng lấy các đồ vật từ dưới đất nếu cần. Đối với con người, lấy một cây bút đánh rời dưới đất bằng ngón chân là một việc khó khăn, nhưng đối với họ hàng linh trưởng thì không. Con người đã tiến hóa theo một lộ trình khác. Chúng ta bắt đầu đi thẳng và treo xuống từ trên cây, khiến bàn chân cứng cáp và các ngón chân ngắn hơn trở nên cần thiết hơn qua thời gian. Ngày nay, chúng ta vẫn sử dụng các ngón chân để giữ thăng bằng khi lăn từ ụ ngón chân của bàn chân đến các đầu ngón chân. Nhưng sự cân bằng bây giờ tập trung ở giữa nhiều hơn. Đầu tiên, nó di chuyển về phía trong của bàn chân, dẫn đến các ngón chân út trở nên rất nhỏ và các ngón chân cái lại rất to. Tuy nhiên, khi sự cân bằng hoàn toàn không liên quan đến các ngón chân nữa, có nhiều khả năng chúng sẽ hợp nhất với nhau trong tương lai. Bây giờ, quay lại và nhìn phía sau của bạn. Nếu bạn đã từng ngã khỏi ván trượt và trượt ngã trên băng, bạn hẳn sẽ nhớ nó khủng khiếp như thế nào khi va cái xương cụt trên một bề mặt cứng. May mắn là các nhà khoa học dự đoán nó sẽ sớm mất đi trong quá trình tiến hóa. Xương cụt là một đặc điểm được tổ tiên linh trưởng để lại cho chúng ta. Và một lần nữa, thời đó họ cần có đuôi để di chuyển linh hoạt hơn giữa các cành cây và sử dụng bộ phận này để đu từ cây này sang cây khác. Thật khó để nói khi nào con người mất đuôi và không bao giờ cần nó nữa. Nhưng sự thật là sự thật. Thứ duy nhất khiến chúng ta nhớ lại những ngày nhảy nhót trên cây huy hoàng đó là chiếc xương khá vô dụng ở phần dưới của lưng. Được rồi, giờ hãy trở lại khuôn mặt. Mở miệng ra và nói "À!" Nếu bạn may mắn không có răng khôn, bạn có thể tự hào khi biết rằng mình chính là sản phẩm của quá trình tiến hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Có thể bạn đã biết răng là bộ phận duy nhất của cơ thể không tự phục hồi được. Vì vậy, nếu bạn mất tất cả số răng trong thời kỳ đen tối mà không có nha sĩ, lựa chọn duy nhất là ăn thức ăn lỏng. Không vui nhỉ? Các nhà khoa học tin rằng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta răng khôn để thay thế cho những chiếc răng cũ bị mòn mà chúng ta có từ khi còn nhỏ. Đó là lý do chúng phát triển rất muộn trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay với tất cả những tiến bộ mà nha khoa đã trải qua, chúng ta thường giữ nguyên toàn bộ hoặc hầu hết số răng của mình cho đến khi già. Và ngay cả khi mất một số, chúng ta luôn có thể thay thế chúng bằng những cái mới. Việc này khiến răng khôn trở thành một vết tích, và dường như chúng hiểu điều đó. Vì ngày càng có nhiều người không bao giờ phải trải qua thử thách mọc răng khi trưởng thành. Nói về răng, toàn bộ hàm của chúng ta đã thay đổi trong 10.000 năm qua và được dự đoán sẽ sớm thay đổi nữa. Trên thực tế, đây là bộ phận thay đổi nhanh nhất trong số các bộ phận của cơ thể. Quay lại thời kỳ khi con người sơ khai, sinh sống bằng cách săn bắt và hái lượm, họ cần có bộ hàm to khỏe và răng lớn hơn để nhai thịt sống và nghiền thực vật. Khi họ nấu ăn và sau đó làm nông, thức ăn của họ bớt dai, do đó hàm của họ trở nên nhỏ hơn để phù hợp với nhu cầu. Thời gian trôi qua, hàm của chúng ta ngày càng co lại và có khả năng chúng sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Với nhiều loại thực phẩm chế biến không cần nhai nhiều, con người của tương lai có lẽ sẽ sở hữu những đường nét thanh tú hơn trên khuôn mặt với đường viền hàm mỏng và gò má bằng phẳng. Một số bộ phận cơ thể sẽ không biến mất mà thay vào đó sẽ trở lại. 100 năm trước, xương vân, một xương nhỏ ở phía sau đầu gối, chỉ xuất hiện ở khoảng 11% dân số và các nhà khoa học cho rằng nó sẽ sớm biến mất hoàn toàn. Nhưng bất chấp mọi điều kiện, chiếc xương nhỏ dũng cảm này đã có trong đầu gối của 39% số người hiện nay.
Vẫn chưa biết chính xác lý do tại sao xương vần quay trở lại, nhưng ý kiến phổ biến nhất cho rằng chúng ta đã cao và nặng hơn tổ tiên của mình. Điều này rất đúng khi chế độ ăn uống của chúng ta tốt và bổ dưỡng hơn. Chúng ta đã học được cách sống lâu và trở nên cao hơn. Hiện tại, con người có lẽ đang ở trên đỉnh của sự tiến hóa về chiều cao. Và xương vần có thể đã xuất hiện trong cơ thể chúng ta để mang đến một bề mặt nhẵn để gần phía sau đầu gối trượt, giúp giảm ma sát và nguy cơ tổn thương do đứt và rách. Nói về việc trở nên lớn hơn, hãy quay trở lại tấm gương nha. Gồng một chút nào, bắp tay đẹp đấy. Nhưng thật không may, không đẹp như tổ tiên xa xưa của bạn đâu. Không phải mọi thứ trong quá trình tiến hóa đều tốt 100%. Nó chỉ là một tập hợp các đặc điểm thích nghi tốt nhất thôi. Và đó là trường hợp của cơ bắp. Chúng ngày càng nhỏ và yếu đi qua thời gian, nhất là ở phần trên của cơ thể. Vào thời cổ đại, con người cần cơ bắp to khỏe để làm nhiều công việc tay chân, từ săn bắt và đánh bắt mang về nhà, cho đến chế tạo công cụ và xây dựng nơi trú ẩn. Về sau, nó không phát triển dễ dàng hơn, mà ngược lại, việc cày ruộng và xây dựng các công trình phức tạp đòi hỏi rất nhiều thể lực và sức bền. Nhưng khi tiến bộ công nghệ bắt đầu bùng nổ, năng lực tay chân nhường chỗ cho trí não và máy móc bắt đầu làm rất nhiều việc cho chúng ta, thậm chí hầu hết còn tốt hơn chúng ta nữa. Loài người chuyển sang lối sống ít vận động hơn và ngày càng dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính. Các cơ của chúng ta chắc chắn ngày càng nhỏ lại vì đơn giản là chúng ta không cần chúng nhiều nữa. Rất có thể khi tiến trình đi càng xa, chúng ta sẽ trở nên gầy gò hơn và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tăng cơ đấy. Bộ não của chúng ta đặc biệt quan trọng vì nó đang thay đổi thành một kiểu kỳ lạ. Tổ tiên xa xôi của chúng ta lúc đầu có bộ não khá nhỏ, nhưng họ hàng gần của con người là người Neanderthal lại có bộ não lớn hơn bộ não trung bình của con người hiện đại. Trong quá trình tiến hóa, bộ não của con người ngày càng lớn, nhưng trong những thế kỷ gần đây, nó bắt đầu thu nhỏ lại và không ai biết chính xác lý do vì sao. Một số chuyên gia cho rằng có thể liên quan đến sự thay đổi lối sống và các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Con người ban đầu, nhất là những người săn bắn hái lượm, phải nhớ mọi loài động thực vật mà họ nhìn thấy, cũng như đặc tính của chúng và cách sử dụng thứ này hay thứ kia. Họ thường khái quát hơn do phải học tất cả những gì cha mẹ họ biết và tự tìm hiểu thêm. Có người hiện đại hiểu chuyên sâu hơn về một lĩnh vực nhất định, nghiên cứu kỹ hơn về một số chủ đề hẹp và dựa vào đồng nghiệp cho những việc còn lại. Con người cổ đại làm việc theo nhóm, trong đó mỗi người đều có thể thay thế lẫn nhau. Còn chúng ta lại tập hợp thành đội mà mỗi thành viên có nhiệm vụ riêng và không thay thế được. Tuy nhiên, kích thước não dường như không quan trọng lắm. Vì ví dụ như loài cá voi sát thủ và voi, tuy có bộ não lớn hơn chúng ta nhưng không giúp chúng thông minh hơn. Hạnh phúc hơn thì sao? Tôi đoán là có. Và nếu chúng ta đi sâu hơn vào những điều chưa biết, nghĩa là hàng thiên niên kỷ kể từ hôm nay, chúng ta thậm chí có thể phát triển một số đặc điểm khá kỳ lạ. Một số người còn đi xa hơn khi nói rằng nếu mực nước biển vẫn tăng, con người có thể thích nghi với việc sống dưới nước nữa đấy. Chúng ta có thể tiến hóa để có bàn tay và bàn chân có màng để bơi tốt hơn và phát triển mang để có thể thở dưới nước. Hoặc nếu chúng ta lên không gian và bắt đầu thuộc địa hóa các hành tinh khác, chắc chắn loài người sẽ phải thích nghi với các điều kiện ở đó. Ví dụ, sao hỏa có lực hấp dẫn yếu hơn và khí hậu lạnh hơn nhiều. Nó có thể khiến con người cao và nhẹ hơn, nhưng cũng có thể làm chúng ta mọc nhiều lông trên cơ thể hơn để giữ ấm. Ngược lại, những hành tinh có lực hấp dẫn lớn hơn và nhiệt độ cao hơn sẽ biến con người thành những sinh vật rắn chắc, cứng cáp và có thể không có lông. Khả năng là vô hạn. Này, có thể do mạng xã hội, chúng ta sẽ biến thành những đốm nhỏ với đôi mắt và ngón tay cái to đùng để việc nhắn tin hiệu quả hơn. Hy vọng là không.